thấy được nữa. Nó hải sâm nó bây giờ sao mà lôi nó ra đây. Nó kẹp đó. Trời ơi. Như là con hải sâm mà. Trời ơi. Bắt được con này luôn thầy. Đi. Nó đá đi. Trời ơi. Người bây giờ quất queo luôn rồi. Cái này giờ sao mà ăn? Ở đây em cho em cầm thử. À, ghê quá vậy. Kinh thật. Ui. Kẹt mẹ cục đá trong cục đá này. Nó săn lại hả? Em... nó bị kẹt mẹ trong cục đá này rồi, không lôi ra được. Bưng cục đá lên. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Thử, thử lên kia, thử lên kia. Mày không biết làm sao lôi nó lên. Xịt cái đồ nó ra đó. Nó em bị ngứa đây. Là cái ấy của nó. Nè nó xịt cái rụt đó nè. Nè. Ui trời đó là nó dính. Nó dính như là keo luôn á. Anh